cứ đã thâu bà đó. Cái chiến thắng hát với gái Lục Bình rất là hay, thế mời các bạn hãy đón xem nhé. Đây đây đây.
đi thật đi thật mà lanh thêm mình đấy. Mà cái bát này nên cái bát này kín lắm. Đây đây đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cười duyên lắm rồi. Không hát bao giờ, hát cái không đẹp đâu. Không đẹp à? Anh cho hỏi sao sao rồi? Anh mà tính là cái gì? Nếu anh cho tám thì mình cái gì? Tao không hiểu đâu. Nhầm lầu đó, không mới hát tiếp. Cái này, cái em có nhầm lầu thì nhầm á, nhầm á. Nhầm á. Chị mẹ uống hai chén đi. Ấy dồi ôi. Một chén thôi. Cứ làm tôi bán cái chén thôi. Thế là. Cứ không có kín em phải. Không có này không ăn. Không có này không ăn. Kín này, kín này. Kín này, kín này. Kín này, em đi chơi đã kín đi nhá. Cô chứng nào nó sắp lúc phải vào mình đấy. Bà cảm ơn mình chịu bà tay lắm đấy. Cái này là hai chị học bà này đến lúc nào. Các bác sĩ ạ.